bảo vừa đạt 100 triệu, giờ Khương Dừa đi ra thì Khương Dừa quay các bạn. Bây giờ Khương Dừa mới làm giám đốc sản xuất trình xong thì Khương Dừa giờ làm YouTuber. Thấy nó rồi. Dạ. Thấy nó rồi. Dạ em xem vô. Ấy bé kia đâu rồi? Ấy. Mừng quá. Mừng. Được đó. Đây. Vừa kết thúc tập này luôn quý vị khán giả. Qua phòng bên kia đi. Ủa bé đâu rồi? Bé đâu rồi kia? Bé đâu kia? Sao kêu xuống đi. Kêu qua đây phỏng vấn đi. Hai bạn ơi, bạn ơi. Vô anh ơi, qua phòng kia bác. Anh tên Trương nhá. Gần đây anh Khương. Qua phòng kia đi. Dạ. Đây bạn trai. Ê. Em tên gì á? Dạ em tên Đức. Tên Đức. Qua anh phòng phòng chờ. Em có để ý để mấy bạn quay tùm lum hết chưa? Đi có để ý để mấy bạn quay tùm lum. Đi theo bạn nè. Ý là để mấy bạn quay tùm lum. Nè coi nè mấy bạn đi bên đâu nè. Kiểm tra nè. Hỏi. Bạn quay chụp hình là bên mình hả? Trời, tôi vừa hồi hộp với diễn giả, tôi vừa ghi hình này đợt 2 rồi. Mà bữa giờ còn rất lực bịch không? Hồi hộp quá, làm chương trình này đúng là hồi hộp. Mình không có kiểm soát được. Rất từ với trời rất xuống luôn. Không phải, chết đi sống lại. Rung hả? Con còn rung mà bắt chặt nha, bắt chặt cho dừng dưỡng anh á. Con còn rung hả? Ủa em còn rung rồi. Cái gì rung dữ vậy? Bình tĩnh chưa? Uống nước không? Kìa ai quay rồi? Bạn đó bên nào hả? Em quay thì em quay, đừng có đưa bạn nào á. Kiểm soát của anh nè. Kêu mấy bạn quản lý thí sinh vô. Hải ơi, nói cứ đứng đây đi, thấy quay tùm lum là mấy bạn ấy úp lên trước lộ kết quả. Qua lấy bạn 100 triệu qua bạn luôn. Dạ qua kia lấy 100 triệu qua. Đây là các bạn quản thí sinh, các bạn chuẩn bị thi rất là áp lực. Còn nhiều giải lắm, các em yên tâm đi, đừng có áp lực. Bạn nào có duyên là sẽ có thắng 100 triệu à. Rồi, 3, 2, 1. Lấy bản 100 triệu rồi em mới chụp lại. Có chưa, có người lấy chưa? Chiều em ở lại luôn đi. Ở lại luôn, nghỉ ngơi đi, để chút bài mai thiêu la. Thì ở lại đi, anh hướng dẫn anh chút, tối anh ghi hình xong rồi. Giờ tới chiều á, giờ thi xong, đi vòng vòng, nghỉ ngơi thoải mái, nghĩ ra cái ý gì đó. Ha. Rồi mai thi gala luôn quý vị các bạn thân mến, là mình ghi hình rất là sát. Hôm nay là ghi hình đợt 2 xong rồi chứ các bạn sẽ thi gala luôn. Nên các bạn cũng khó khăn trong thời gian tập luyện. Hết được chơi. Vừa mừng lắm luôn. Thì có Khương Dừa tưởng mùa này là bị hôm nay là ghi hình thứ hai rồi. Đợt hai này ghi hình có 3 ngày rồi, ngày mai thì ghi hình gala. Tưởng là không có ai lấy 100 triệu luôn. Nhưng mà cũng may là có bé Ngân Thảo. Ngân Thảo chứ, em tên Ngân Thảo chứ quên. Duyên dáng dễ thương. Khương Dừa đó, bữa đó Khương Dừa cắt tim rồi, Khương Dừa không có chọn bạn, từ lúc đó không có kịch bản. Rồi xong Khương Dừa phải coi hình ảnh lại để Khương Dừa chọn lọc lại rồi chung mời bạn lên cáp. Chúc bài thì bữa bạn chúc bài cũng được, cũng vui. Nhưng mà miếng thì chưa chắc, Khương Dừa với anh em trong ekip có kêu bạn lên một lần nữa để chỉnh sửa bài cho bạn.
phỏng vấn đi, cứ nói chuyện đi, lát chụp hình sao. Phỏng vấn đi, phỏng vấn đi, lát chụp hình sao. Đứa nào đứng hỏi, đứng xa có nghe không nha. Em đứng nghe mé anh nè, đứng mé anh, con nhìn em nhìn vô máy, nghe nghe chị này hỏi trả lời. Chị có thể gửi lời chào đến khán giả đang xem chương trình Thích Thú Đêm 2016 cũng như là giới thiệu lại bản thân của mình được không ạ? Dạ, em chào tất cả mọi người đang xem. Em tên là Phạm Ngân Thảo, 21 tuổi, ở Phú Thuận Hoa, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Dạ, không biết là cảm nhận của chị ra sao khi bây giờ đã đạt giải thưởng cao nhất của chương trình ạ? Dạ, em rung lắm. Tại em không có nghĩ là em được 100 triệu, tại em tính là 40 triệu là được rồi. Có động lực nào mà mình vẫn tiếp tục để dành 100 triệu ạ? À? Dạ, tại vì em ham quá mà cái tiết mục em chưa có hết nên em muốn diễn luôn. Bà có thể giải thích cái chai mà ông giả và bạn ra chương trình để... Dạ, cái chai này là trà ô long. Hồi nãy anh Chương ảnh đi lấy cho em tại gấp quá. Cái tiết mục á em sợ là nó không có hay cho nên em định không có diễn. Nhưng mà cuối cùng không còn cái nào hết nên em diễn cái đó. Tức là tiết mục cuối cùng là tiết mục bạn tự mới sáng tạo tức khắc luôn hay là đã chuẩn bị từ trước? Dạ chuẩn bị rồi nhưng mà là em thấy nó bị đến là đến hỏi rồi dụm cụm á cho nên em bỏ. Nãy giờ thì phần thi của bạn Ngân Thảo cũng có chia sẻ rất là nhiều với lại hai giám khảo với lại MC cũng như khán giả trong trường quay. Khán giả cũng đã coi cái phần thi đó cũng hiểu biết rất là nhiều rồi. Thì bây giờ em thi xong này rồi về em giờ em vẫn chỉ bận gala nè, thì em chuẩn bị làm sao? Dạ em chưa chuẩn bị gì hết trơn á. Có thi gala không? Dạ thi mà từ từ em mới chuẩn bị được. Rồi giờ mình thi xong thì giờ ví dụ giờ mình đậu giảng cao gì thì mình về nếu mà số tiền này mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm răng rồi sao? Dạ tại làm răng á có anh vui đến tài trợ rồi, tại nãy hứa rồi. Còn nãy giống như em nói là em chỉ thích một phần để giúp đỡ những cái người mà khổ nghe, tại dưới quê em nhiều người ta nghèo lắm. Rồi em sẽ trả nợ tại vì lúc ba mẹ bệnh á là có mượn tiền để chữa bệnh. Rồi còn một số là em sẽ lấy hàng để em bán đồ tiếp. Em có định mở cửa hàng hay là làm gì nó lớn hơn không? Dạ không. Dạ tại vì ở quê mở tiệm thì cũng không có tại không có bán được nhiều đâu. Chứ lại em còn phải đi học nghề nữa. Hiện tại em học nghề gì? Em chia sẻ với chị khán giả biết luôn đi. Em học nghề làm tóc. Xong chưa? Dạ chưa. Tại em không có thời gian nhiều nên em học 2 năm rồi mà chưa có ra nghề. Rồi gì anh quên rồi. Rồi bệnh của mẹ em á thì giờ có tiền rồi thì mình có chữa được không? Dạ không, tại vì mẹ là bị lấy cái sọ ra rồi là bây giờ không có để sọ vô lại được nữa. Thì bây giờ cứ uống thuốc như vậy rồi tập vật lý trị liệu tại nhà chứ cũng không có chữa gì hết. Trước cái lúc mình vô mình thi thì em có cái niềm tin gì không? Anh thấy mấy trước mà em làm nhiều anh chị rớt hết trơn, không ai được qua được vòng một hết. Mình cũng không có cái gì để mà mình mất. Như là mình cứ cố gắng hết sức thì mình được tới đâu thì mình sẽ. Lỡ như mình rớt ngay vòng 1 thì sao? Mình không có tiền làm răng rồi. Anh Huy cũng chưa biết mình rồi không có tài trợ thì em tính sao? Dạ không, tại vì giống như là em có đi làm, em có khả năng để em kiếm tiền để làm răng. Nếu mà sớm không được thì mình dành dụm lâu một chút. Em cũng có áp lực cái vấn đề tiền bạc nên là em cũng không có rung về cái tiền mà em rung là tại vì em bị cái nỗi em bị sợ đứng trước đám đông là em sợ lắm. Rồi em thi gì đây là một cái chương trình hài rất là lớn. Nếu mà tham gia cái chương trình này mà em thắng 100 triệu, khán giả sẽ biết tới em nhiều, rồi Facebook, rồi tất cả hiệu ứng rất là tốt, báo chí đều đưa bài đưa tin tức. Rồi em có nghĩ là mình sẽ nếu mà có những cái có những phim show gì mời em tham gia hoặc là thậm chí em tham gia, em cũng còn trẻ em tham gia về diễn xuất hay gì, em có nghĩ tới chưa? Dạ không, em không có làm. Tại vì cái thứ nhất là gia đình em không có ai hết, nếu mà em đi diễn hay là đi đóng phim đi này kia thì cũng không được. Nhưng với lại em thấy cái cuộc sống em bây giờ là nó đầy đủ, nó bình, cho dù là nó không có dư giả nhưng mà em thấy nó rất là bình yên. Chứ em không có muốn xa gia đình mà kiếm nhiều tiền mà với xa gia đình. Có nghĩa là em tham gia chương trình này thì em yêu thích hài, với lại em một phần em hy vọng là em kiếm được cái tiền để em
làm răng. Nhưng mà may mắn mình thắng được thì mình có số tiền đó, mình có thể giải quyết những cái vấn đề mà mình đang gặp phải, rồi mình giờ trở lại cuộc sống bình thường. Dạ. Đó. Em giới thiệu về cái Facebook của em đi, để mọi người like vô, rồi mọi người biết chia sẻ, rồi để mọi người mua đồ ủng hộ em. Dạ, Facebook của em là Phạm Ngân Thảo. Có cái âm Phạm Ngân Thảo viết đầy đủ, có dấu, viết chữ in ba cái chữ, chữ Phạm chứ chữ Ngân, chữ Thảo là viết in. Là đánh đúng vậy á. Có cái avatar là cái hình em cười nè. Không có rụng răng chưa? Dạ có rụng răng rồi. Cũng rụng răng luôn hả? Dạ tại em để gì cho nó thu hút á. Thu hút à? Dạ. có thu hút không? Dạ có. Giờ sau khi thách thức hài xong thì mình để avatar nào? Dạ em để nó luôn. Hỏi chứ không để thay cái hình chụp với thách thức hài đi cho người ta biết. Dạ tại vì ta đâu cho đăng đâu. Khi là chương trình phát sóng xong mình đăng liền. Đúng rồi, ha, đúng mình rồi. Đổi vừa phát sóng xong cái bụp là mình đăng lên, mình đổi avatar liền để người ta vô, người ta thấy hình em ôm cái bảng thắng 100 triệu để người ta biết. Dạ, quý vị khán giả biết, để khán giả vô chia sẻ hỏi thăm, rồi khán giả mua hàng, mua quần áo cho mình để mình có tiền để mình trang trải cuộc sống cho gia đình, lo cho mẹ có dư mình giúp mọi người. Dạ. Ha. Rồi. Con nuôi con nghiện lắm. Cho dù là cái cuộc sống mình, gia đình mình á, nó không có được tiền đủ, nó bị gì á, cha mất sớm, không ai chăm sóc cho mẹ hết. Nhưng mà con hứa là dù như thế nào, con cố gắng lo cho mẹ, lo cho anh hai với lo cho em. Dù cực khổ như thế nào con cũng lo hết. Vậy mình em là gánh nặng, gánh nguyên cái gia đình luôn á. Nhưng mà em nghĩ đó là cái số của mình rồi, nhưng em không có buồn. Nhưng mà em gánh từ khi mẹ năm mấy tuổi? Dạ là lúc ba em bệnh suy thận mạng là 5 năm xong ba em mất. Là bắt đầu năm 12 tuổi là em đi làm. Em đi làm gì năm 12 tuổi? À, lúc đó mẹ em còn mạnh á, chưa có bệnh. Thì mẹ em chuyên bánh cho em đi bán. Bán ở bên Bến Phà đâu hả? Dạ đội ở quê mình đi vòng vòng bán lên dài xuống. Ở bánh chuối chiên đâu hả? Dạ đúng rồi, bánh cầu, bánh cam, bánh chuối chiên. Thì mấy mẹ con làm lo cho ba trong vòng 4 năm đó. Bắt đầu mẹ em bệnh xuống, bệnh 1 năm xong rồi ba mới mất. Thì năm luôn, lo 5 năm là năm 17 tuổi là em phải đầu dạ, lo cái nặng gia đình. Em bệnh là em phải nghỉ học đi nuôi mẹ. Em học tới lớp mấy? Dạ đầu năm 11 là em mẹ bệnh là em nghỉ luôn tới giờ. Em học khá không? Dạ em học giỏi lắm. Học em giỏi mà nghỉ hả? Mà gia đình không có điều kiện. Giờ nếu có điều kiện em muốn học lại không? Em muốn học bổ túc lại không? Anh nghĩ học bổ túc lại được. Dạ tại vì em thấy là bây giờ nếu mà em học lại cũng không ai lo cho gia đình. Dạ, em nó còn nhỏ quá, nó cũng nghỉ học hả? Dạ nó cũng nghỉ học rồi. Ừ. Nghiệp. Nhưng mà em nói chuyện rất là dễ thương. Nó chân thật á, nên mình mới thắng được, chứ mình diễn quá, em diễn không, em có biết diễn đâu. Ha. Nhưng mà em nói chuyện chân thật rồi người ta tin á. Nên mình thắng và chọc cười được hai ban giám khảo. Em thấy anh Trường Giang Trấn Thành sao? Ngô Huy sao? Dạ em thấy anh Ngô Huy ở ngoài ảnh đẹp lắm, còn anh Trấn Thành ở ngoài không có mặt giống trên hình, ở ngoài anh lớn anh nhỏ, nhưng mà ai cũng gần gũi, cũng tạo điều kiện cho em hết. Là em cứ nghĩ là nó sẽ có cái khoảng cách, nhưng mà không phải vậy. Là rất là gần gũi. Thôi mình gửi lời chào tới khán giả đi, hy vọng là khán giả sẽ ủng hộ chương trình, ủng hộ em ha. Dạ em xin chào khán giả. Rồi chào bé nha, chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.